có thai cả từ một in trong lòng mẹ mới có thai. Em dương nhẹ khi nẻ nào ai biết gì trong mấy lòng con nơi mẹ chịu mà sao bữa cơm ăn thời thì không biết miếng ngon, lòng mẹ đắng cay chua xót. Và con đêm ngày sang đến hai anh cùng cha mà ngại mẹ biết bao tay. Con khó nhọc mẹ ôm nhau con nơi thì vừa tới tháng tình khác nào vượt mẹ một mình ai yêu cả từ con nơi thập nhật mà thái dương con nhọc nhằn có thương con thời chứ vật lạ mẹ không ăn đã được 9 tháng trông mong cho nó đủ 10 ngày mong tới tuần bông chú hoa nở liền tay con lạng vàng con nơi tình giá đã nào bằng nâng bằng thì bằng ngọc coi bằng bông hoa lắng tiếng tai nghe thời chứ con khóc ở trong nhà trong nhà tí nó đau lòng mẹ đáng
được lòng con, công ty sinh thành con ấy đã ở đứt non về con cha mẹ chị chéo giường cạnh hôi đường cùng lao thời chi vất và con con mấy
mẹ chả biết màu dê ngon. Sáng đến bảy mẹ giật mình về, lúc có liên hoa biết bao khó nhọc. Xót xa đêm ngày đẻ tha hồ cha mẹ nặng nhọc mà đắng cay. Thuốc thì ông thầy quản chi, cha mẹ chồng mang cho chúng con từng cỡ từng tỷ, lo dành cho chúng con từng tí tí tỷ từng tí, lo dành hoặc còn đau lòng cha mẹ chả an thân. Có nơi rộng cả mà cao sâu sinh
sang đức tin ở người chúng con này đã trưởng thành. Trưởng thành gái dài định liệu, học hành đèn sách thì văn chương, trai mấy thờ cho thi đỏ khỏa trường, thôi nguyên thì nhất cử bảng vàng đè danh, cô con gái thờ cha mẹ lại dạy hiển vinh, nhãn lũa mường đình rẻ ngọ sang đông, sang đến mười ân đi con đủ cả vợ chồng. Vợ chồng con thì cháu cháu chắc chắc không dòng ta được họ trường, chả gì hơn ông bà phụ mẫu tặng đường tớ tôn tổ huynh thịnh văn chương đời đời chuyện thật từ đấy mà thôi.